lúc 15:20 hàng tuần trên kênh HTV7. Khánh Vy rất vui khi được đồng hành cùng chương trình này. Và sau đây sẽ là vị khách mời, đó chính là chị Bảo Ngọc. Giơ tay con khán giả. Chị Bảo Ngọc ơi, chị có thể giới thiệu cũng như là chị coi hơi xa xíu. Rồi, ok. Chị Bảo Ngọc ơi, chị có thể chào tất cả các vị khán giả ở đây cũng như là giới thiệu về bản thân của mình không? Từ đầu tiên Bảo Ngọc xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả của MC Khánh Vy đang theo dõi chương trình của con vào hết. Bảo Ngọc năm nay 12 tuổi, Bảo Ngọc học lớp 7 trên trường phổ thông chuyên Nhật Bản Nghĩa. Những món ăn Bảo Ngọc yêu thích đó chính là những món ăn đặc sản Việt Nam như là phở bò, cơm sườn, mì Quảng, vân vân. Ước mơ sau này của Bảo Ngọc là được trở thành một nghệ sĩ hoạt động trên lĩnh vực âm nhạc. Wow. Cho Khánh Vy hỏi là Bảo Ngọc có thường hay vào bếp phụ mẹ hoặc là ba nấu những món ăn gì không? Bình thường thì Bảo Ngọc cũng hay bận rộn với công việc của con, nên là chỉ vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật thì Bảo Ngọc có thường hay vào bếp phụ mẹ. Vậy cho Khánh Vy hỏi là wow, không, con phải dùng sự tự cảm thán để chi gắn kết hai MC trên sân khấu, vừa khách mời vừa là MC. Thì wow, vậy thì cũng giống Khánh Vy rồi. Nhưng mà trong cái chương trình ngày hôm nay thì con mới đưa ra cái câu hỏi tiếp theo. Vậy thì Khánh Vy xin hỏi Bảo Ngọc một câu nữa thôi. Đó, thì nó sẽ có sự liên kết giữa hai con, giữa khách mời và MC. Không lẽ khách mời đáp trả lời xong cái MC nhảy vô hỏi nữa thì nó không có hay. Đó, con sẽ dùng những cái từ cảm thán, ví dụ lắng nghe khách mời của mình. Wow, Khánh Bảo Ngọc cũng giống Khánh Vy quá à. Nhưng mà cho Khánh Vy hỏi một câu nữa thôi, đó là bắt đầu câu hỏi tiếp theo. Rồi, mình mừng lại ha, mừng lại một chút xíu rồi. Mình